Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hai cách làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên biến da đen xì đen xịt cũng trở nên trắng hồng mịn màng. Da trắng thì bạn sẽ tự tin hơn với diện mạo bên ngoài của mình, đó là điều dĩ nhiên. Một cô nàng có làn da trắng sáng chắc chắn sẽ được điểm cộng trong mắt các chàng trai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vậy thì hôm nay Đẹp Online sẽ bật mí cho các nàng hai bí quyết để làm trắng da bằng nguyên liệu từ thiên nhiên mà lại cực kỳ dễ thực hiện. Các bạn hãy cùng tham khảo và lưu lại hai cách làm dưới đây nếu muốn được sở hữu một làn da trắng mịn hồng hào nhé. Cách thứ nhất, sử dụng lá tiết tô. Nguyên liệu đầu tiên mà các bạn cần chuẩn bị đó chính là khoảng 100g lá tiết tô. Trong lá tiết tô thì có chứa các yếu tố dinh dưỡng thiết yếu giúp làn da sản sinh ra collagen, cải thiện một số vấn đề của da như là vitamin A, B, C và các khoáng chất như là canxi, magie, phosphor, sắt, mang lại hiệu quả cao trong việc tái tạo da, cải thiện sắc tố và làm sạch bề mặt da, sạch sâu lỗ chân lông, giảm sưng, tiêu viêm, sát khuẩn, đặc biệt là tăng cường sức đề kháng cho làn da. Nguyên liệu thứ hai là một nửa quả chanh tươi. Cách thực hiện phương pháp làm đẹp từ tiết tô này như sau. Tiết tô sau khi đã được rửa sạch, các bạn chuẩn bị một nồi sạch, vặt nhỏ lá tiết tô cho vào nồi. Đổ thêm vào nồi khoảng 500ml nước sạch rồi đun sôi chúng lên. Bạn tiến hành đun hỗn hợp trong khoảng 15 phút thì tắt bếp và để nguội. Vậy là mình đã đun xong nồi hỗn hợp, giờ mình sẽ dùng một cái lọc để lọc lấy phần nước lá tiết tô. Sau đó thì bạn vắt lấy nước cốt chanh cho vào bát nước tiết tô và khuấy đều. Như vậy thì hai nguyên liệu của chúng ta đã hòa quyện vào nhau rồi đấy các bạn. Và các bạn có để ý thấy khi vắt nước cốt chanh vào thì nước của lá tiết tô cũng đã chuyển sang màu rồi đấy. Đến đây là chúng ta đã thực hiện xong phương pháp thứ nhất. Cách các bạn sử dụng bát nước này như sau. Với bát nước này, các bạn chia đều uống trong ngày thay cho nước lọc. Lưu ý với các bạn là không nên uống lúc đói vì trong chanh có axit cao, nó sẽ bào mòn thành ruột của chúng ta đấy. Thực hiện đều đặn mỗi ngày và sau khoảng 2 tuần, bạn sẽ phải bất ngờ với hiệu quả mà nó mang lại. Các bạn biết không, các chất có trong lá và thân tiết tô khi được thấm vào sâu bên trong lớp biểu bì giúp cơ chế hoạt động của da sản sinh nhiều hơn, giúp làn da không chỉ trắng mịn mà còn ngăn ngừa lão hóa. Đồng thời, các chất dinh dưỡng thiết yếu từ lá tiết tô giúp giải phóng nước và mồ hôi ứ đọng trong lỗ chân lông, giải quyết vấn đề mụn thịt quanh mắt vô cùng hiệu quả. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm thứ nhất. Và không để các bạn đợi lâu, giờ mình sẽ chuyển sang cách thứ hai. Cách thứ hai, làm trắng da bằng nha đam đông đá. Với nha đam, mỗi người đều có những cách mix các nguyên liệu riêng để cho mình cách làm trắng da bằng nha đam nhanh nhất. Thế nhưng không phải cách mix nào cũng đem lại hiệu quả skincare như mong đợi. Để bạn không phải mất thời gian với trận địa công thức làm trắng da bằng nha đam, thì cách đông đá nha đam là cách làm trắng da siêu đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện được. Để thực hiện được phương pháp này, các bạn cần chuẩn bị cho mình một nhánh nha đam to, thịt dày. Trong nha đam thì chứa nhiều khoáng chất và các loại vitamin A, C, E, B1 có tác dụng trị mụn, kích thích sự tổng hợp collagen và sợi elastin.
giúp ngăn chặn sự hủy hoại của làn da khi bị lão hóa. Nguyên liệu thứ hai đó chính là một chút muối trắng. Cách thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế nha đam. Các bạn loại bỏ sạch phần vỏ xanh bên ngoài của nha đam đi. Giờ mình sẽ chia chỗ nha đam này thành từng miếng nhỏ. Các bạn có thể quan sát thấy phần thịt nha đam trắng dày. Giờ bạn chuẩn bị một bát tô nước sạch. Cho 1/2 thìa muối vào, hòa tan chúng ra. Sau đó bạn cho hết phần thịt nha đam vào bát nước muối và ngâm trong khoảng 5 phút để loại bỏ bớt phần nhựa nha đam đi. Sau 5 phút, bạn vớt phần thịt nha đam ra một cái đĩa và đem chúng bỏ lên ngăn đông của tủ lạnh trong khoảng 12 tiếng đồng hồ. Bạn cũng có thể bỏ chúng vào khay đựng đá hoặc có thể để ngay ở đĩa như mình đang thực hiện. Và đây chính là những miếng nha đam đã được đông đá. Bạn sử dụng nha đam đông đá để làm trắng da như sau. Bước thứ nhất, bạn làm sạch vùng da bằng nước tẩy trang hoặc là sữa tắm thường ngày. Bước thứ hai, lấy 1 đến 2 viên nha đam bọc vào khăn xô mềm, khăn dành cho em bé. Vì khăn xô mềm có tác dụng kìm lạnh, tránh chảy xước cho da và có khả năng thấm hút tốt. Bước thứ ba, nhẹ nhàng lăn khắp mặt và cơ thể trong khoảng 10 phút, khi đã tan ra thì dừng lại. Sau đó dùng khăn hoặc là bông sạch thấm khô mặt và cơ thể nhẹ nhàng. Cuối cùng thì bạn có thể dùng thêm kem dưỡng ẩm để tăng tính hiệu quả cho toàn bộ liệu trình. Trong quá trình thực hiện phương pháp, các bạn cần lưu ý một số điểm như sau. Hãy sơ chế nha đam cẩn thận, bởi trong vỏ nha đam có chứa chất nhựa độc, khi tiếp xúc trực tiếp với da sẽ khiến cho làn da của bạn dễ bị kích ứng, nổi mẩn đỏ. Tránh thoa nha đam lên vết thương hở, bởi vì nha đam có chứa chất bractykin sẽ làm cho làn da của bạn bị sưng tấy, ửng đỏ nếu thoa chúng trực tiếp lên miệng vết thương đang chảy máu nhiễm trùng. Như vậy là mình đã giới thiệu xong hai cách làm trắng da đơn giản tại nhà. Mình hy vọng với hai cách mà Đẹp Online vừa chia sẻ sẽ giúp cho các bạn nhanh chóng sở hữu được một làn da trắng mịn như mong ước. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm đẹp hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!